Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Sáng nay ngày mùng 3 tháng 10, 2021, tôi đến thăm không gian vườn cảnh anh Duy An, địa chỉ tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Vâng, một vườn cảnh rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Là một người rất đam mê bonsai nghệ thuật, trồng cây xanh cho không khí trong lành. Tác phẩm đầu tiên anh Duy An sẽ giới thiệu và giao lưu với chúng ta từ một cây xanh. Đây là hình ảnh một cây xanh, tác phẩm đầu tiên. Đây là một cây xanh Nam Ninh ạ. Vâng. Cây xanh cũng cút kít rụt rịt lại, dáng lùn lực đẹp quá. Vâng. Anh xin kích thước nhá. Được rồi, anh đo đi. Chiều cao là 50 ạ. Vâng. Tán ngang là 100 ạ. Cái nơi thì nó có đặc điểm là hai thân nơi là một gốc và cái thân nơi là vừa mới ghép vào được khoảng 1 năm ạ. Vâng. À, chắc chia sẻ đây, cháu chia sẻ là cái cây này là cây ghép vào. Hai cây bên này thì nó là một rồi. Tạo tác thành rồi, nhưng mà người ta thấy nó trống ấy. Vâng. Ghép thêm vào và cây này thì vẫn phải tạo tác thêm. Được rồi. Mà bác nào mà không muốn cái phần ghép kia về tháo bỏ ra cũng được, không sao. Tháo ra cho vào chậu nhỏ hơn. Cho vào chậu nhỏ hơn, cô lại đẹp. Chậu là chậu 8-10 bác ạ. Rồi. Cháu quay một vòng nhé. Quay được không? Cái nún rồi đó. Được rồi, quay đi, cháu quay đi. Được cái tất cả các cái tay cút của nó rất là ngắn, tán rất gần và rụt rịt lại, đẹp ấy. Tuyệt vời quá. Những cái mầm đây là muốn nuôi để tạo những cái u cục bác ạ, nên là định cắt nhưng mà lại thôi. Không sao, người ta nhìn người ta biết mà. Vâng. Đấy là gọi là những cái mầm thở. Vâng. Để tạo thành những cái mụn, sau nó sưng lên. Chứ còn cắt thì tích tắc là xong, nó có gì đâu. Vâng. Rồi được làm theo lối cắt giật bác nhé. Rồi, sưng vai xén mụn nhé. Chứ không phải là uốn một phát là xong đâu. Những cái mầm trong nhà làm rất là kỹ. Giật khoảng độ 3 cm 1. Được rồi. Đấy. Cháu xin báo giá là 22 triệu nhé. Vâng, giá 22 triệu. Cái giá này giá bao ship hay là báo giá tại vườn đây? Hiện tại thì cháu chưa ship ra khỏi Hà Nội rồi bác ạ. Nếu mà các bác ở ngoài Hà Nội thì chắc là... Không, tôi gửi cây hôm qua, hôm kia tôi gửi đi Hải Phòng, đi ấy được rồi mà. Tôi gửi vào Nho Quan Ninh Bình và tôi gửi vào Đông Thiệu Thanh Hóa rồi cơ mà. Người ta nhận rồi mà. Viettel Sport người ta nhận rồi. Nó lại không nhận rồi bác ạ. Nhận rồi. Vâng, rồi thế đến lúc mà cứ các bác cứ quan tâm cứ alo nhé. Vâng, nhưng mà tôi chỉ hỏi là giá bao ship thôi hay là giá tại vườn. Nói là cái đầu tiên của cái mũ COVID cho bao ship, cái này riêng cái này cho bao ship nha. Mình chỉ cần trả lời là có bao ship thế thôi. Còn bao ship đi tỉnh nào tùy thuộc vào khách hàng chứ. Vâng. Vâng. Tiếp đến là cây si. Vâng. Vâng. Cái si ôm cổng lang này cũng tương đối lâu rồi ạ. À giờ có cái phối hay đấy nhỉ. Vâng. Cái cây này thì được cái là nó ôm chặt lắm rồi bác ạ. Yeah. Nó rộp vào đời rồi. Hôm trước ấy là nó thành một cái bóng rồi, nhưng cháu phải muốn phòn nó ra, cháu phải cắt lại thành ra chưa thành phòn. Chiều cao 35 này, tán ngang 45. Cháu xin báo giá là 2.200.000 nhé. Vâng, 2.200.000. Nhìn cái dáng cái si đấy như là một con rồng nhỉ, rất giống này. Đấy. Tôi thấy cái điểm xa nhất là điểm này. Đi theo cái đường thân này. Vòng vèo. Đấy. Xuống đến đây. Thế mà tất cả các cái điểm dương, điểm nhấn, điểm uốn của thân cây đều có các cái tay ra, nó biểu tượng như là cái bộ chân dép. Chân rồng, móng rồng. Đấy.
khá đẹp. Giá 2.200.000. Và tiếp đến cây mai chiếu thủy. Lá trùng bác ạ. Lá này lá trùng à? Vâng, lá này lá trùng. Trông như là lá nhỏ nhỉ? Vâng, nó già quá rồi, mấy cả nó cù lại bác ạ. Đây này. Lá này thì sao gọi là lá trùng nhỉ? Thì lá... tầm lá nhỏ thôi. Lá trùng nó nhìn nó nhỉnh hơn anh ạ. Anh chúng bác cứ xem lá nha. Ừ, hay là nó mới là ra lộc nó thế này. Sau này nó to à? Khả năng như vậy đấy bác ạ. Ờ. Đây này, tôi nói anh đây là lá nhỏ nhá. Nếu như thế này là lá nhỏ, còn như cái cây hồng ngọc mai bên này ấy, thì là to hơn một tí nữa mới gọi là lá trung này. Vâng. Đấy, và to nữa thì gọi là lá lớn. Vâng. Cây này là lá nhỏ đây, tôi nhìn cái lá nó mọc ở phía dưới gốc này này, anh nhìn thấy không? Đều là lá nhỏ hết đấy. Cái hoa hình thon ở đời là 14 này bác ơi. Ờ đẹp ấy nhỉ. Ừ, cái cây nó cao là 75 này. Dáng tàn rất tự nhiên. Nó đây. Là một cây dáng củ ở trong Nam ấy bác ạ. Đẹp ấy. Nó như một cây thông ấy. Cây cây 3 triệu nhá. Giá 3 triệu ạ. Cây lá nhỏ. Vâng, chúng ta đến với nhà vườn Duy An qua cái số điện thoại 0964 894 và 094. À, số điện thoại của anh Duy An tôi cũng ghi ở trên cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video để chúng ta tiện việc giao dịch. Tiếp theo là một cây mai lá lớn. Vâng, chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy nữa, dòng cây lá lớn. Anh thọ ở vị trí đang là 52 ạ. Chiều cao là 66 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Cho xin báo giá là 28 triệu. Rồi. Bác xem bắt tay này rất lực nhá. Trần đế đẹp quá. À. U cục cái chỗ này nó càng ngày nó càng sưng ra. Vâng. Còn to nữa đây. Vai đẹp. Đẹp nhỉ, nhìn cái bông cây phông cây này đẹp quá nhỉ. Vâng. Cây này anh vừa nói là giá bao nhiêu nhỉ? 28 triệu ạ. Giá 28 triệu. Vâng. Bóng dáng cây mai đẹp quá. Rồi, tiếp đi. Tiếp theo lại một cây mai nữa. Vâng, cũng một cây mai chiếu thủy nữa. Vâng. Sao anh đưa vào cuốn video này lắm mai thế? Vâng. Đây là cái không khiêng vác được đấy. Không, không phải khiêng vác, anh có thể anh chọn cây khác nó điểm đi cho nó đỡ. Thôi được rồi, tôi quay cái này rồi, để tôi góp ý anh. Xếp sắp của anh như thế là chưa biết. Thế anh thở ở đây là 42 ạ. Rồi. Anh ở đây là 1m3. À, vị trí tay đấy là 1m3. Đấy là vanh bầu gốc. Ở trên đây là 42 này. 42. Ở trên đây nữa là khoảng độ 38. Chiều cao bao nhiêu anh? Cao 1m1 ạ. À. Chiều ngang là 1m3. Vâng. Cháu xin báo giá là 33 triệu. Giá bao nhiêu? 33 triệu ạ. 33 triệu. Anh đo hộ cái chậu này cho này. Bởi vì cái bộ đế của nó kín chậu luôn rồi. Vâng. Đo chiều dài rộng của chậu bao nhiêu? Cái chậu 65 ạ. 52. 65 52. Vâng. Chậu rất đẹp nhỉ. Vâng. Đẹp quá, bát mã.
Đây là những cây mà dáng trực, dáng rong ròng cao. Nhưng mà được cái mái họ làm cũng rất là bay, rất đẹp. Với giá báo là 33 triệu. 33 triệu. Rồi, ok. Vâng, chia tay với một cây mai chiếu thủy, chúng ta đến với một cây ổi. Một cây ổi có cái đường đi của thân cũng rất là kỳ dị đây. Cái ổi này được làm khá là kỹ nha. Nó chỉ đo kích thước nha. Chiều cao là 85 ạ. Rồi. Tán ngang là 95 ạ. Và thanh hơn đấy là 39 ạ. Ok rồi. Cây ổi tôi đang soi đủ cái hướng, tất cả cái hướng góc độ để chúng ta cảm nhận được cái đường đi của thân cây ổi. Là những cây rất là, chúng ta hay gọi là những cây có thân quái đây. Cháu xin báo giá 16 triệu nha. Vâng, giá 16 triệu. Vâng, cái chim này mà anh chặn như thế này thì dăm nó lên đẹp lắm. Vâng. Cái này được cái là nó nhiều dầm mà làm lâu rồi bác ạ. Ok rồi, giá 16 triệu. Chậu này của cháu 3 triệu. Rồi, chậu đẹp sẵn chơi. Tiếp nhá. Tiếp đến cái bệ... bệ si này. Vâng. Si này si trắng à? Vâng, si trắng bác ạ. Đúng rồi. Một cái bệ si rất luồn lực, cũng có cái tiềm năng nhỉ, phát triển tốt. Vâng, cũng là hàng cắt giọt này bác ạ. Rồi. Cao 45 ạ. Ngang là 16 ạ. Cái bệ đầu nó là 76 ạ. Vâng. Vâng, một cây si có thể tạo dáng sau này là những cây luồn lực, mà cái bệ cũng khá đẹp, bệ hình tháp rất là côn giật. Ta xin báo giá là 14 triệu nha. Giá 14 triệu. Ở chậu này 2 triệu rồi. Vâng, đây rồi. Tiếp. Chúng ta đến với một cây sung. Cây sung này lần trước bác quay không có quả. Bây giờ ra quả cái rồi đúng không? Vâng. Được rồi. Chơi sung mà có quả mới là tuyệt vời. Vâng. Đây quả đây nha các bác. À, bên này có mấy quả. À đẹp rồi. Sau dần dần nó sẽ ra nhiều đấy. Vâng. À, có nhiều những cái vòi ra là nhiều. Hôm trước là đeo hơn chục quả, hôm nay dụng hết. Ừ. Còn vài quả. Hôm trước là có mấy chung rồi bác đã. À đây những cái vòi cũ đây này. Đẹp rồi. Chiều cao là 60 ạ. Thanh hơn là 50 ạ. Rồi. Cháu xin báo giá là 7 triệu. Giá 7 triệu. Vâng. Cây sung già quá nhỉ. Vâng. Được cái là cái thòn đó, méo mó bác này. Ừ. Có quay được tí, quay ở bác quay phía bên này không người vướng cái đấy là rồi thế thôi. Sau này cái cành rơi này mà nó đeo quả là nó buông cái vòi quả xuống đây thì quá đẹp. Vâng, sung thì đòi hỏi phải đủ nước, no nước.
sung thì không bao giờ sợ ngập úng rồi. Cái chậu này của nó hơi ít đất thôi ạ. Còn thì nước lúc nào nó sắm sắc. Đúng ra là cho cái chậu nó dày hơn một chút tí nữa. Vì cây sung nó là cây ăn quả mà. Cho nên nó cần phải dưỡng dưỡng cây, dưỡng chất chất. Gai đá thôi, nên là thành chậu rồi nó gắn đá rồi. Khả năng là nếu mà ấy phải được cắt, cắt lấy cái đáy thôi. Xong rồi thả trong cái chậu khác để cho dễ nó chùm qua cái đáy nó xuống. Cháu báo là cây này 7 triệu đúng không? Vâng. Vâng, đây là số điện thoại của anh Duy An. Tiếp đi, tiếp đấy, 1-2 cây nữa cháu. Cháu là một cây này nữa là để mà chuyển sang clip mới đó. Cây này nữa nhá. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế này thì khoảng độ sang năm đang tháo hết rồi các bạn ạ, đã ăn rồi. Chiều cao là 85 ạ. Chiều ngang của nó là 1,5 m ạ. Khá to. Hoành hơn là 56 ạ. Rồi. Cháu xin báo giá là 38 triệu nhá. Vâng. Đây khá lớn đấy. Giá 38 triệu. Vâng. Siêu hoa đấy. Vừa mới nở sẵn đó. Nhìn cái chùm này toàn là chùm nụ mà. Nói chung là những cây nguyệt quế nó to này nó chơi là nhiều hoa. Một tháng nó một vụ hoa. Và để kết thúc cuốn video này chúng ta chuyển sang cuốn tiếp theo. Vườn cảnh anh Duy An tại xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Trong thời gian trước thì tôi chưa có dịp về đây quay với cái thời gian khoảng 2 tháng do giãn cách xã hội. Hôm nay tôi trở lại với vườn anh Duy An để phục vụ chúng ta giao lưu trong cái dịp này. Dịch bệnh cũng đã đỡ hơn, giãn cách nới lỏng hơn, thì cái việc chuyển cây để phục vụ cho anh em làng chơi chúng ta sẽ thuận lợi hơn.